Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi sáng nay thì em tập trung vào làm mấy chiếc băng số của các anh em ngày hôm qua gửi đến căn trình, cũng như là cài đặt những chiếc băng số các anh em đặt mua. Thì có một chú em ở Bình Định có gửi cho em một chiếc vang JBL KX200 và sử dụng với lại loa MUF hàng mới chính hãng và một đôi ASIAN cục đẩy 4 kênh. Và một chú em Thanh Hóa thì sử dụng cho gửi cho em một chiếc Chibat 98, Mota 98. Thì chú sử dụng cho loa bát 40. Thì cái bộ mic của chú là mic Beyer nhưng mà cũng hơi dư bát. Thì các bác thấy rằng là em đang làm hai chiếc băng số này, và các bác có thể nhìn thấy được là cái giải quay dơ của hai chiếc băng số này. Đây là chiếc JBL KX200 này, và đây là phần mềm đang kết nối với lại chiếc Chibat Mota 98. Thì đối với em thì cái phương pháp thì em vẫn chia sẻ rất là nhiều với lại các anh em là chúng ta sẽ làm cái effect trước, và sau đó chúng ta sẽ làm cái quay dơ. Thế nhưng mà đặc tính ở trên vang số ấy, thì nó khác rất nhiều. Bản thân giữa các vang số này nó khác nhau rất nhiều. Đây là chiếc của chú em Bình Định này, JBL KX200. Đây là một chiếc T3 sẽ gửi cho một cái bác Hải Dương này. Đây là chiếc T3 sẽ gửi cho bác Hải Dương. Còn khá đẹp. Đây là chiếc Chibat 998 Muta của chú em Thanh Hóa. Thì chú này sử dụng cho loa bát 40 và mic thì cũng dày ở cái giải thấp. Thế cho nên là chú nói chuyện là khi nghe nhạc và hát karaoke thì là nó hơi dư về cái phần nhạc cũng như phần mic ở cái giải thấp. Và đặc tính ở trên cái dòng Chibat 980 cũng như 998 ấy thì nó là dư bát rồi. Thế còn đối với lại JBL KX200 thì nó tương đối đều dài, và đối với lại T3 thì nó cũng tương đối là đều dài, chất âm sáng. JBL KX200 chất âm cũng sáng, T3 chất âm sáng. Cái Chibat Mota 998 này thì giải thấp thì hơi dư, giải trung và giải cao thì cũng tương đối sáng. Thế thì cái đặc tính ở trên vang số thì em chia sẻ nhiều rồi, nó khác rất nhiều. Ở trên loa cơ bản thì cũng chỉ có 5-6 cái đặc điểm về âm sắc ở trên loa. Thế nhưng ở trên vang số thì ngoài cái khác nhau về cái effect rồi thì nó lại còn khác nhau về cái phần âm sắc. Thì các bác thấy được như thế này. Đây cái phần equalizer. Đối với những cái dòng vang số mà nó sáng âm ấy thì bản thân em cũng như các bác anh em chắc là khi căn chỉnh thì không cần phải can thiệp nhiều về giải equalizer đâu, bởi vì nó sáng sẵn rồi. Và cái phần vấn đề là chúng ta sẽ làm cái effect để thúc đẩy phần âm sắc. Chúng ta không cần phải tăng đâu, mà nó sáng là đấy là do effect, là effect làm tốt, có độ mềm mại, độ mềm ở giải thấp, độ nhuyễn ở giải trung và độ sáng ở cái giải cao. Thì đấy là một phần rất quan trọng là khi chúng ta làm effect tốt. Và cái effect thì chúng ta phải làm được một cái chất âm mà nó chân thật, tự nhiên, tình cảm, chứ còn không phải là dễ hát mà đã hay đâu. Cái vấn đề mà giữa dễ hát và vấn đề mà nghe hay hay là người hát cảm thấy nó thú vị thì nó khác nhau hoàn toàn. Dễ hát thì mở mic lớn, effect nhiều, hát thì nhẹ mic, nhưng mà hát thì nó lại nhạt, nó nhạt bởi vì nó không có cái tính chất tình cảm ở trong cái nội dung bài hát, cũng như chúng ta không thả hồn được vào cái lời bài hát. Thế cho nên là một cái vấn đề effect là nó sẽ quyết định rất nhiều. Ngoài vấn đề mà chúng ta làm effect để cho nó có độ chân thật rồi thì chúng ta phải làm cái effect để thúc đẩy âm sắc. Thì đối với dòng Chibat 980 hay là 998 ấy, thì các bác thấy rằng là từ trước đến nay thì các bác gửi cho em rất nhiều, gửi cho em rất nhiều để căn chỉnh lại. Bởi vì là khi mà sử dụng cái dòng vang số này ấy, thì là nó dư bát, kể cả phần nhạc, phần mic nó dư bát. Để các bác thấy, kể cả phần nhạc, phần mic phải giảm bát đi rất nhiều, bởi vì là đặc tính ở trên vang số này là nó dư bát. Thế còn về cái JBL này chẳng hạn, các bác thấy rằng là kể cả về phần nhạc, ở phần mic cũng không cần phải can thiệp nhiều. Ở đây là phần nhạc này, đây là phần mic này, ở phần đầu ra này. Thì làm một chiếc băng số thì cơ bản là chúng ta sẽ làm nhạc này, làm mic này, làm effect thì trong đó quay cho reverb và làm đầu ra. Thì chúng ta sẽ tập trung vào làm effect trước để có một chất âm mà nó tự nhiên, sạch sẽ, tự nhiên nhưng mà sạch sẽ, chân thật. Sau đó chúng ta sẽ làm cái giải quay dơ. Thì giờ thì em sẽ thử chiếc âm mic như này. Thì em nói cơ bản về phương pháp thôi. Thì các anh em sẽ nắm được là cái đặc tính của từng loại vang số.
khi các bác anh em mua thì các bác anh em mới hỏi cái người bán hàng này là như vậy là chiếc vang này cái đặc tính về âm sắc nó như thế nào, đặc tính về effect nó như thế nào, thì các bác sẽ có một cái sự chọn lựa nó phù hợp với lại cái thiết bị cũng như là cái sở thích của các bác anh em. Giả dụ như bây giờ các bác đang sử dụng một cái đôi loa bát 40 chẳng hạn, thì theo em thì nên chọn những cái dòng vang số mà nó bớt bát đi, chọn những dòng vang số mà nó đều dài hoặc là nó sáng tiếng. Thế còn nếu như các bác anh em đang thiếu bát, đang thiếu phần âm bát, tức âm trầm ấy, thì có thể là chọn những cái dòng vang số mà cái âm bát nó đầy đặn. Thì ngay từ ban đầu là như vậy, nó đã có một cái sự mà nó phù hợp rồi, thì cái nó giúp cho cái việc căn chỉnh nó sẽ đơn giản đi rất nhiều, đơn giản đi rất nhiều. Thì bây giờ các bác sẽ, anh em sẽ nghe được cái chất âm ở trên cái chiếc JBL của chú em ở Bình Định này, chú đang sử dụng cho loa MUF, thì em thử luôn trên loa MUF. Thì kể cả với một cái chiếc vang mà cái chất âm nó đều dài, nó có độ sáng rồi ấy, thì kể cả để về chế độ bypass nó vẫn đẹp âm mà. Thế đây là chiếc vang JBL KX200 mà đang thử trên MUF này. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Thế thì kể cả để về chế độ bypass này, chất âm nó vẫn tương đối tốt rồi. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Thế còn nếu như mà bây giờ mà thử cái vang của chú em Thanh Hóa mà đang sử dụng với lại cái vang chi bát, đang sử dụng đôi loa bát 40 và đang sử dụng với lại cái bộ mic dư bát chẳng hạn, thì bây giờ sẽ thử này. Lúc nãy là thử trên kênh 3 là cái kênh mà đấu loa MUF này, MUF. Thế còn bây giờ sẽ thử cái kênh số 1 này là kết nối với loa bát 40 này. Các bác sẽ thấy được như thế này. Thì lúc nãy là thử ở trên loa MUF rồi. Bây giờ sẽ thử loa MUF và trên vang JBL. Bây giờ sẽ thử sang chiếc vang chi bát này. Đây là chiếc chi bát 998, là chiếc thứ 3 đây, là chiếc thứ 3. Thì sẽ thử ở trên cái loa bát 40 để các bác sẽ nghe như này. Bây giờ là chi bát đây. Đây chi bát phần mic này, 1 2 3 4 5. Bây giờ này, tăng mic lên này, tăng lên đấy 20 đi. 1 1 2 2 3 4 5 6 1 1 2 2 3 4 5 6 1 1 2 2 3 4 5 6. Phải giảm đi rất nhiều các bác ạ, thì là chất âm nó mới sáng được, bởi vì nó dư bát. Thế còn bây giờ nếu chúng ta mà để về chế độ reset đi, để về reset, tức là chế độ bằng phẳng này. Đây, chế độ bằng phẳng này. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 2 3 4 5 6 6 1 1 2 2 3 4 5 6 6 1 1 2 2 3 4 5 6 6. Thì rõ ràng rằng là khi một chiếc vang mà nó dư bát ấy, thì chúng ta phải can thiệp nhiều hơn. Ngoài vấn đề làm effect tốt thì chúng ta phải làm dạch quay dơ nhiều hơn. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 1 1 2 2 3 4 5. Thì ở đây cũng là một video vừa là thử âm, vừa là chia sẻ với các anh em khi mà làm các loại vang số khác nhau, để các anh em có thể là nắm bắt được khi mà căn chỉnh các dòng vang số.